Tuyển binh huyền thoại đã trải qua hơn 10 mùa giải. Chỉ đến hiện tại, nếu tính luôn Juan, chúng ta sẽ có 155 tướng với đa dạng về kỹ năng cũng như độ khó. Qua từng ấy năm, Riot Games đã cho ra lò không biết bao nhiêu là tướng khó, khiến người chơi phải đau đầu. Càng về sau, tốc độ ra mắt tướng mới dường như càng nhanh, nhưng số người chơi thuần thục những tướng mới này lại không nhiều. Nguyên nhân do đâu? Ngược dòng thời gian, chúng ta hãy cùng trở về quá khứ như mùa đầu của Liên minh huyền thoại. Thời ấy, các tướng đa phần không quá khó chơi và lắm khi rất đơn giản. Tiêu biểu như Garen, Ashe, Annie, tất cả khiến người chơi mới rất dễ làm quen. Với những tướng khó hơn, cần xử lý kỹ năng nhiều hơn như Lee Sin, Riven, với bộ chiêu thức hoa mỹ không lỗi thời. Một vài trường hợp như Twitter's Fate, với cái khó là bốc bài sao cho chuẩn, hay Rumble hoặc Victor, với cái khó khi vẽ mưa tên lửa và tia chết chóc tương ứng. Vậy nên sự xuất hiện của các tướng này thường rất ít ở những bậc xếp hạng thấp. Trình độ ở mức mặt bằng chung thời xưa cũng không có như hiện tại. Việc ai đó lên được bậc xếp hạng kim cương cũng đã là có số má, nên dễ chơi dễ trúng thưởng là mục tiêu tiên quyết. Có thể kể đến như Xin Zhao lao vào thông tất cả, hay Katarina canh vét mạng là sẽ dễ dàng có pentakill. Nhưng rồi có một thế lực nổi lên dần lấn át tất cả, Yasuo. Với độ khó 100 tuyệt đối, Yasuo mang lại cảm giác rất khó để thuần phục với những game thủ trình độ thấp, lả lướt ảo diệu, sát thương đầu ra lớn, nhưng để có thể dùng chiêu cuối hiệu quả là điều không dễ. Thế nên vẫn có một bộ phận lớn game thủ cho đến hiện tại vẫn chưa từng đụng vào Yasuo, nhất là những người già chơi game đã không còn quá đam mê vào việc thể hiện mình mà chỉ quan trọng là giải trí. Sau Yasuo, Riot mang đến một pháp sư mang tên Vel'Koz. Con mực này hiện tại không khó chơi là mấy, nhưng khi vừa ra mắt, độ khó của phân hạch Plasma khiến người chơi cảm thấy thú vị nhưng đau đầu vì nó khó để sử dụng hiệu quả, bởi phải căng ke các góc khéo léo để có thể trúng đối thủ ở những góc 90 độ. Những tướng tiếp theo về sau tuy có dễ có khó, nhưng có một điểm chung là nó yêu cầu người chơi phát triển kỹ năng hơn so với ngày trước. Đặc biệt phải kể đến Kalista, sát thủ cơ động bậc nhất Liên minh huyền thoại, với nội tại nhảy nhót có thể làm khó được các tướng sử dụng kỹ năng định hướng. Về phong thái quân nhân, Kalista từng là ác mộng tại chung kết thế giới 2015. Tuy vậy, độ hiệu quả của vị tướng này đa phần chỉ được chứng minh ở xếp hạng bậc cao hoặc chuyên nghiệp. Còn với người chơi nghiệp dư, thật khó để làm chủ Kalista. Điều tương tự cũng xảy ra với trường hợp của hoàng đế sa mạc Azir và Ryze. Vì quá OP, thế nên đội ngũ cân bằng sức mạnh tướng của Riot Games đã phải nerf sức mạnh của các tướng này qua nhiều năm. Và khi rơi vào trạng thái cân bằng, thì hầu như rất ít ai sử dụng trong các trận đánh rank thường nhật. Trường hợp của Ryze lại là thứ đặc biệt khác. Bởi Ryze có quá nhiều lần sửa đổi, nhưng Ryze mạnh nhất chính là thời điểm ở chung kết thế giới 2015. Điều khác nhau giữa chuyên nghiệp và nghiệp dư khi sử dụng pháp sư cổ ngữ, đó là chuyên nghiệp có thể trói đối thủ đến chết. Faker là một điển hình của Master Ryze, còn nghiệp dư lại khó làm chủ được hắn. Tuy vậy, đó chưa phải là những tướng khó thật sự, bởi đại đa số người chơi vẫn cố gắng làm chủ các tướng mới. Cho đến khi nhiều sự táo bạo hơn ra đời ở những năm về sau, một số tướng cũ lỗi thời cũng được làm lại theo nhiều kiểu khác nhau, từ để hợp meta cho đến lối chơi hoa mỹ đẹp mắt, hoặc là nó có thể mạnh hơn tất cả những con tướng có trong game. Một trong những tướng làm lại và có được hiệu quả rõ ràng trong nhiều vai trò đó là Galio. Từ một pháp sư khá khó chịu ở trước đó, Galio đã được Riot sửa lại để phù hợp với lối chơi làm nền, thiên hướng đánh vì đồng đội. Những cú siêu hùng giáng thế của đôi cánh Demacia đã tạo ra nhiều combo tướng kết hợp trong chuyên nghiệp, ví dụ như Galio, Javan, Camille. Bởi sức mạnh như thế mà Galio trở nên rất hữu dụng trong suốt một thời gian dài. Faker cũng từng có 5 ván liên tiếp sử dụng Galio ở chung kết thế giới 27. Đó vẫn chưa là gì với bộ ba Aatrox, Aurelia, Akali. Đây có thể xem là 3 tướng được đại phẫu thành công nhất, cùng một điểm chung bị nerf tất cả các chiêu thức trong liên tiếp nhiều năm. Cả ba vẫn luôn là thế lực thật sự nếu rơi vào tay người chơi có kỹ năng cá nhân cao. Với Aatrox, đó là sự hồi phục đáng kinh ngạc. Bất chấp có dính hiệu ứng vết thương sâu hay không, nhưng đi kèm hồi phục lại là nguồn sát thương khống chế mạnh mẽ bất tận. Việc một con Aatrox hết máu chỉ cần một chọt đã đầy cay đến bây giờ vẫn hiện hữu, nhất là khi quỷ kiếm Dakin lên cho mình trang bị chùy hấp huyết. Bất chấp trang bị này đã bị giảm sức mạnh, còn với Aurelia và Akali là lối chơi hoa mỹ đẹp mắt, mang đậm dấu ấn kỹ năng cá nhân người chơi. Chỉ cần chơi tốt, nó sẽ là hung thần, và ngược lại, đó sẽ là phế vật thật sự. Đi đường an toàn, có bộ chiêu thức tốt cho việc farm lẫn solo kill, khả năng ám sát đối phương trong chớp nhoáng, và đặc biệt là chẳng ngại kèo đấu nào. Nhưng bên cạnh đó, với nhiều người chơi, họ cảm thấy rất khó để làm quen với bộ kỹ năng ảo diệu của các tướng này, và gần như mỗi lần chơi là họ như một con lính to. Thế nên, đó là rào cản lớn cho những game thủ thiếu tính nhẫn nại và không có nhiều thời gian. Bên cạnh làm lại tướng cũ và nâng độ khó lên một tầm cao mới, Riot cũng biết cách cho ra lò những con bài khó chịu nhưng khó sử dụng. Đơn cử là trường hợp của Talia
và Guyana. Dù bộ kỹ năng không hề khó chơi, nhưng một vài chiêu thức trong đó lại mang tính chất then chốt nhất định. Với Talia, đó là quăng địa chấn, chiêu thức có thể hất ngược đối phương về hoặc đẩy đối phương đi nhưng rất khó trúng. Và nếu trúng thì nhiều khả năng đối thủ sẽ bị bay màu. Còn với Guyana, thế giới bùng nổ là chiêu thức khó sử dụng hiệu quả, bởi không phải ai cũng nhìn ra góc để đẩy đối phương vào tường, nhất là khi bản đồ trở thành bản đồ lửa, điều này sẽ càng khó hơn. Ngoài ra, cũng có những tướng mang màu sắc 200 năm kinh nghiệm cân bằng của Riot, tiêu biểu như Kai'Sa, Pyke, Yone, Samira, vân vân. Điểm chung của chúng đó là sở hữu một lượng sát thương khủng bố, và trong bộ chiêu thức có quá nhiều điều kết hợp lại khi nó trở nên mạnh một cách vô lý. Với trường hợp Kai'Sa, cô nàng này có tầm bắn khá hạn chế, nhưng bù lại các chiêu thức gần như hoàn toàn khỏa lấp điểm yếu. Sở hữu cả hai dạng sát thương là vật lý và phép thuật, ái nữ hư không còn có thể tàng hình, dùng sát thương một hoặc nhiều mục tiêu, tạo giáp, và đặc biệt nhất là chiêu cuối chẳng khác gì sát thủ. Với sức mạnh khủng bố đó mà cho đến nay, Kai'Sa vẫn là một trong những lựa chọn ưu tiên hàng đầu. Hay như Pyke, hắn ta có khống chế, có tàng hình, có giữ chân và đặc biệt là có sát thương lớn. Những kịch bản như đội đang thua tàn nát, như có một pha giao tranh thắng lợi, đã từng bước lật kèo đã quá đội quen thuộc với team nào của Pyke. Cơ chế chia tiền thú vị khiến hắn ta là hỗ trợ sát thủ duy nhất trong game và có đặc quyền KS mạng của xạ thủ. Hay như Samira gần đây, đó là một con Katarina có chiêu cuối di động. Cô nàng này có thể bắn tan combat chỉ với một chiêu cuối mà các đối thủ không thể làm gì được. Lượng sát thương lớn như vậy vẫn chưa thể coi là ung thư. Ung thư nhất chính là cô bé nghịch sao Zoe. Với những cơ chế như trói, choáng, hất tung đã quá quen thuộc, Riot Games lại cho ra lò nhiều dạng khống chế khó chịu hơn. Ví dụ như Sally của Cassiopeia, mê hoặc của Ahri, nhưng làm sao so sánh được với buồn ngủ của con Zoe sở hữu hàng tấn sát thương chỉ trong một chiêu thức. Ngoài việc trúng sẽ gây buồn ngủ, bong bóng ngủ nếu không dính sẽ để lại một vùng ảnh hưởng lớn trên mặt đất tận 4 giây sau đó. Điều này thật sự khó chịu trong giao tranh. Nếu muốn so bì độ ung thư của bong bóng ngủ, chắc chỉ có dạ giới của Aurelia khi chưa bị xóa bỏ, bởi dạ giới khiến đối thủ không thể tung ra đòn đảm thường, một dạng khắc chế siêu cứng của khoảng phân nửa tướng Liên Minh Huyền Thoại. Bởi thế mà từng có một làn sóng phẫn nộ của cộng đồng game thủ trên toàn thế giới kêu gọi xóa sổ vị tướng Zoe, và tất nhiên rồi, điều đó cũng chẳng thể xảy ra. Truyền nhân của Zoe sau này chính là Lilia, với tiềm năng có thể buồn ngủ 5 người. Vài ví dụ tiêu biểu trên cho thấy độ khó của các tướng ngày một cao, đòi hỏi người chơi bỏ thời gian, công sức nhiều hơn mới có thể làm quen và thuần thục. Các tướng này tuy hiện tại đã gần như xuất hiện đều đặn trong mỗi trận đấu, nhưng độ hiệu quả thì chẳng mấy ai dám đảm bảo. Chúng ta còn đó vài trường hợp khó chịu khác, tiêu biểu là chú mèo phò Yumi. Thực sự thì Yumi chẳng hề dễ thương chút nào, bởi lối chơi bám trên người đồng minh và sẵn sàng bỏ chạy ngay khi thấy mạng sống mình bị đe dọa. Nhưng chắc chắn rằng vị tướng này rất thích hợp với các bạn nữ, bởi trông nó rất đáng yêu. Cái trường hợp chơi Yumi bám vào người xạ thủ rồi sau đó đi làm một việc khác và có thể xảy ra mà không bị AFK. Thêm vào đó, sự khó chịu khi Yumi cứ nhảy ra nhảy vào cũng làm chính đồng minh ức chế. Một vài game thủ còn cho rằng họ sẵn sàng thoát trận nếu đồng đội pick Yumi. Hay như một xạ thủ khác khiến nhiều người chơi AD cũng ngán ngẩm mang tên Aphelios. Vị trí xạ thủ trước giờ chỉ có Draven và Kalista được cho rằng khó chơi nhất. Nhưng có lẽ từ khi Song Nguyệt Chiến Minh được ra mắt, hắn đã chiếm lấy vị trí này. Sở hữu cho mình 5 loại súng bao gồm súng thiên lý, súng huyết tinh, pháo trọng trường, súng hỏa ngục và thăng hoa luân. Các vũ khí sẽ thay nhau khi dùng hết 50 nguyệt đạn. Và bộ chiêu thức của Aphelios là chỉ có 3 chiêu. Cách nâng điểm kỹ năng chỉ là chọn giữa sức mạnh công kích, tốc độ đánh và xuyên giáp. Và với độ khó như vậy, số người chơi chọn cách cấm hẳn đi mà không thèm làm quen luôn vì đơn giản là quá mất thời gian. Hay gần nhất chính là Viego, hắc diệt đế vương. Sở hữu những kỹ năng không quá khó hiểu, nhưng ngược lại nó yêu cầu người chơi phải biết chơi tất cả các tướng khác mới có thể chơi được Viego. Bởi thế dù ra mắt ở phiên bản 11.2 cho đến hiện tại đã là 11.7, Viego vẫn chưa thể xuất hiện ở đấu trường chuyên nghiệp. Tất nhiên vẫn có đó nhiều trường hợp siêu lỗi như Mordekaiser hay những tướng độc đáo kiểu Ivern mà không thể kể hết ra ở đây. Tuy vậy, tất cả cho thấy Riot luôn cố gắng làm mới mình từng ngày từng giờ, nhưng có vẻ như sự bội thực tướng mới khiến một số người chơi lâu năm phải nói là chia tay game. Các tướng mới lại đa phần quá khó chơi, yêu cầu nhiều kỹ năng cá nhân hoặc sự gắn kết của cả đội. Còn với những fan trung thành của Liên Minh Huyền Thoại, hãy chơi hết sức mình, tìm tòi hết những thú vị mà tựa game này mang lại. Đặc biệt là các tướng mới, mà sắp tới đây là Juan. Các bạn có cảm thấy bội thực với những tướng mới hoặc tướng được làm lại không? Hãy cho cả biết qua phần comment bên dưới nhé.